Rồi, hello anh em đêm khuya. Chào anh Hòa nha. Tí nữa xong này alo em nha. Rồi, anh em sẽ chia sẻ 50 người, mình sẽ lật hết cho anh em con xe Vespa này. Vespa 2V hay 3V cũng vậy. Miu G3 nha anh em. Không cần biết nó là Liberty hay là LX. Đấy, nhiều anh em cứ phải phân biệt là LX. Rồi Liberty, rồi Fly. Nói chung là nó cứ dùng cái con Miu này là anh em chơi được hết. Dù nó là xe gì. Nó chỉ có loại là IC. IC bình xăng con nha, thì IC nó sẽ nằm ở đây. Đó, trên những dòng xe Vespa. Còn là Miu G3 23V nằm đây. Còn những loại mà IC rời nằm ở đây. Đấy, sau này những cái dòng xe Vespa mà loại những phân khối lớn thì IC bằng nhôm nha. Còn BGN 0406 rồi gì nằm ở đây. Rồi còn cái bình xăng con nằm ở đây, còn Miu anh em không cần biết nó là Liberty, Liếc gì hết. À. Rồi tất cả hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chia sẻ trên 50 người ở hệ thống phanh rồi mặt đề nó làm việc như thế nào. Khó gì con Vespa này anh em. Và những cái Vespa này nó hay bị bận ở đâu mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. À. Thật sự mới cái này bây giờ nó trở thành quá khứ hết rồi. Bởi vì Honda ra khá là nhiều những cái mẫu má mới. Thì những cái dòng xe Vespa, Liberty rồi LX bây giờ nó trở về bảo tàng hết rồi. Thì cách đây khoảng vài năm về trước, 5-7 năm về trước thì những con xe này khoảng là 7-8 năm về trước thì ai đi những cái xe Vespa này thì luôn luôn người ta thể hiện cái sự đẳng cấp, thể hiện là cái sự giàu sang, luôn luôn đi Vespa. Và đi Vespa nhiều thì đương nhiên trong túi là phải nhiều tờ châu xanh. Anh chị thấy cảm thấy đúng không ạ? Đó là chúng ta thể hiện đẳng cấp khi đi những dòng xe Vespa. Cứ ai ai có tiền là người ta đi Vespa này là người ta sự đẳng cấp rồi. Đấy, và đẳng cấp thì quan trọng là trong ví của anh chị là phải có nhiều tiền. Và hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị là cái xe này nó hay bị bận ở đâu và đồng thời nó hay như thế nào. Rồi rất mong những anh em thợ máy chia sẻ đủ trên 50 view. Chia sẻ anh em. Cảm ơn mọi người. Khó khăn gì đâu. Và thưa các anh chị rằng trên những dòng xe của Piaggio hoặc là Vespa này chẳng qua cái màu dây nó cứ đổi liên tục. Xe này thì màu này, xe kia thì màu kia thôi. Đúng rồi, cái thằng Vespa này nó làm hầu như rất là phức tạp. Những cái loại Liberty này thì nó đơn giản, bằng cái thuộc này thì đơn giản. Những cái loại mà Vespa, rồi Fly, Spin. Thật sự làm ba cái chỗ này rất dở cái giò gà và đồng thời bạc và treo máy vân vân. Xe này chẳng qua chỉ được cái xác xe nặng thôi. Còn đụng vào cái gì thì cũng té khói, té lửa hết. Đấy, lốp này nó đi lốp 15 nữa này. Lốp này mua nhiều lúc ở quê chúng ta mua hiếm này. Thà là sẹt 10 này, 14 này, 16, 17 dễ mua, cái này lỡ là 15. Thì nói tóm tắt đi, cái lốp trước này 15 chẳng khác thì chúng ta xài cà lê 15 đấy. Cà lê 15 chỉ có sử dụng trên những dòng xe đạp thôi. Đấy, xe Honda thì cà lê 15 chúng ta rất ít sử dụng trên những con ốc. 6, 8, 10, 12, 14 đa số đi số tròn. Cà lê 16, 18. 22 chẳng hạn như vậy. Còn cái này sẽ đi lốp lẻ, lốp 15 nha quý vị. Đấy, ở quê mà đơn giản mà đi mua cái lốp này cũng khó. Đấy, nó thiết kế luôn luôn khác người với chúng ta một tí. Tối nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người tí xe Trung Quốc. Đó, xe Liberty mà sao Trung Quốc được ăn.
Rồi cả nhà chia sẻ cho em nhiều view tí. À, thời buổi này giờ có rất nhiều anh em vướng đâm đầu đi học cái xe Liberty này. Cái xe này hiện tại bây giờ nó trở về quá khứ hết rồi nha quý vị. Đấy, nhiều anh em cứ đào sâu về cái Vespa làm cái gì thì tối nay em sẽ cho mọi người sâu về Vespa luôn. Đấy. Rồi, hy vọng rằng anh chị xem cái video này chia sẻ cho em với. Rồi 42 người chơi, em xin chào toàn thể anh em thợ máy Nguyễn Định. Chào toàn thể anh em xe điện Văn Thọ gì đây? Văn Thọ xe điện Hồng Minh. Thank you cả nhà. Rồi, tốc độ nhanh hay chậm là do quý vị hết. Quý vị yêu mến Thị Tuấn thì quý vị cho Thị Tuấn xin quả sẻ nha. Quý vị và anh chị em. Rồi tóm tắt là chúng ta bắt ra bận là chúng ta thay thôi. Không có gì phải chuyên sâu những dòng xe Piaggio Vespa này cả. Thì em sẽ bóc tắt cho những anh lớn và thì Tuấn sẽ bóc tắt cho nhiều anh em. Cái gì mình biết mình chia sẻ thôi. Rồi thì đêm nay em mới đi hớt tóc về. Thức khuya nhiều quá nó lên mất cái nhọt ở đây anh em ạ. Không có gì cả. Thì mình chỉ biết là một người thợ như bao nhiêu người anh em thôi. Mình biết cái gì thì mình chia sẻ anh em cái đó. Ông này ông cứ hơi tí ông cứ gọi cái gì nhỉ. Gọi liên tục một ngày bao nhiêu cuộc Zalo. Anh em chờ em một chút xíu nha. Chẳng biết là gọi cái gì cả. Ok. Rồi anh em cho Đình Tuấn mấy cái chia sẻ đi. Mang tiếng tay ga giá không bằng con The Lem tàu. Dạ. À, cái này là khoảng vài năm về trước thì lúc nãy em đã nói rồi. Nói chung là vài năm về trước những thành phố lớn, đặc biệt ở trung tâm Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh, thì toàn là những thành phố lớn có tiền thì người ta muốn thể hiện là đi những cái dòng xe này có sự đẳng cấp. Thì nhiều anh em thợ ngày xưa rất khó về cái Vespa này. Không nói ai xa, nói về bản thân thì Tuấn vậy thôi. Cứ nhìn thấy Vespa vào là vá cái lốp thì thấy sợ. Trừ khi thay cái lốp thì cố gắng. Đó, trừ khi thay cái lốp thì mình cố gắng. Còn là để vá lốp thì thật sự mình cũng phê lắm. Cái thời mà vá lốp cái ép xe ga này, cái thời đây khoảng vài năm về trước 30.000 một lỗ cơ mọi người ạ. Mở tháo bồ hôi hột ra mới được cái lốp vá ép. Đúng là nhiều người thể hiện cái đẳng cấp đi Vespa cũng vậy. Nhiều người đã đi Vespa rồi, nhiều lúc vá lốp thật sự nhiều anh chị khách hàng người ta không hiểu cho một người thợ cực khổ. Và nhiều khách hàng còn bảo ở vá cái lốp này 30.000 sao đắt thế. Dạ, công tháo bô rồi tháo bắn đưa lên rồi ép lấy có 30.000. Nhưng thật sự anh chị khách hàng người ta cứ nghĩ là ồ đắt quá. Đấy. Thôi thì bây giờ em sẽ chia sẻ như này này. Thì nhiều anh em lớn hoặc là nhiều anh em nào ai cũng vậy. Nói chung là anh em mình giàu nhất đi. Ngoài kia trời đang mưa rất to. Thì chúng ta làm được cái gì cũng vậy, chúng ta phải đọc được cái sơ đồ. Thì anh em mới biết là điện nó chạy từ đâu đến đâu để chúng ta làm. Chứ Vespa này có cái gì mà phải chuyên sâu. Vespa này em tóm lại cho mọi người nhân hư nhá. Đầu tiên là gì? Riêng con Miu của Vespa nó cực kỳ là thông minh.
gọi là từ con MIU ấy, là gọi là IC đấy, ECU hoặc là ECM. Hầu như em cảm thấy con Vespa này thông minh hơn tất cả những con IC trên Việt Nam này luôn. Đấy, thì con IC này có thể thông minh đến tuyệt trời, tuyệt đỉnh. Nên mọi người làm cái gì trên Vespa này không khó. Thứ nhất là xử lý đường dây điện nó ngon, hộp cầu trì không được bo ve, và đồng thời là hai cục relay, một cục relay bơm xăng. Đấy, nó không được bo ve. Và cái dòng xe Vespa đặc biệt nó hay bị, nhất là cái kim phun và cảm biến oxy nhân hư. Thì do rất nhiều anh em bị kim phun hẳn. Anh em tin rằng không, đôi khi vào trong hết mua cái kim của cái dòng xe Vespa này vẫn bị lỗi. Đời mà, chúng ta làm nghề mà, không thể nào tránh khỏi được lỗi lầm. Đấy, vẫn bị lỗi. Và đặc biệt nhiều anh em mua kim lòa, kim ngoài thì càng bị lỗi nữa. Ở trạng thái gọi là con xe gọi là từ gì? Ngộp xăng ấy. Đấy, những kim lô ấy. Và đặc biệt xe này hay bị oxy nữa. Và nhiều anh em thợ ăn hành, cái nữa là thứ nhất là cái là các bạn làm hay bất kỳ một cái điều gì đấy, các bạn và anh em không chịu cài đặt lại cái điểm TBS để nó về lại 2.4. Đấy, không để làm cho con MIU này nó về trạng thái 2.4, nên anh em cứ khó về đó thôi. Nó chẳng có gì cả trên con xe Vespa này. Thì làm cái gì cũng vậy, chúng ta phải hiểu nó hoạt động như thế nào cái đã, đường dây điện nó phải chạy như thế nào cái đã, thì can mới làm được. Còn bây giờ can không hiểu con rò le, không hiểu đường dây điện, thì chúng ta tốt nhất chúng ta không nên làm. Bởi vì trong đầu và ý tưởng của chúng ta chỉ là ở nghĩ nó là 5 năm thôi. Một là thành công là chúng ta lấy được tiền, đúng không ạ? Hai là không thành công thì có thể tiếp tục mình mò. Không thành công nữa thôi mình trả xe. Rồi không thành công nữa ở khu vực mình có tuyến trên, mình đi tuyến trên. Rồi mình chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì thật sự làm một con xe sẽ không bao giờ ngon. Đấy, nên anh em cứ ở lên trên mạng cứ bị nhiều anh em lớn vậy, ở người ta hù ma dọa khỉ, hoặc là những thầy bà trên mạng này cứ bảo học đúng hiểu đúng. Đấy, mọi người hiểu không? Nên người ta cứ có câu là cứ học đúng phải hiểu đúng, học ở nơi này không đúng. Đấy, nên nhiều người thầy như vậy biết thì chia sẻ. Có nhiều thầy trên mạng Việt Nam rất nổ. Em nói thật luôn, nhiều trên mạng Việt Nam nhiều người thầy chưa ăn được em luôn. Đấy, nếu mà làm nghề sửa xe, em không biết là giỏi cỡ nào, nhiều thầy vẫn hay phét lác trên mạng chưa chắc ăn được em. Nếu về làm xe, nói về cách kiếm tiền luôn. Đấy, nên hơi tí là những anh em cứ hơi tí là nghe. Đúng không? Thầy này chuyên sâu, thầy chuyên sâu. Chuyên sâu bây giờ anh em bảo đặt luôn vấn đề một người thầy mang con xe ra làm. Có nhân bằng anh em không? Chưa chắc. Làm xe này muốn ok nhất là chúng ta ở cái tuổi nó còn là trăng tròn. Làm xe này muốn ok nhất là đôi mắt là phải cặp tinh để nhìn thấu tới vấn đề nó. Làm nghề này quan trọng nhất tiếp tục là đôi tay. Ở trên đời này chúng ta làm nghề sửa xe này cần có 3 yếu tố chúng ta phải làm được. Đó là đôi tay và cái mắt. Yếu thì phải học để cho thành công. Còn nếu các bạn giỏi tay mắt yếu mà đặc biệt không bao giờ sờ vào con xe thì thật sự giỏi thì cũng chẳng làm được gì cả. Bởi vì thực hành nó và học lý thuyết hay học một con xe nó khác hoàn toàn với con xe khi khách hàng mang vào ở cái cửa hàng chúng ta. Một con xe cũng làm cái động cơ phun nhiên liệu được con ECU tính toán, mà người ta gọi là chip chủ vi xử lý, gọi là ECU. ECU sẽ là một đầu tổng trung tâm để làm gì? Để nó điều tiết và điều hòa, nó nhận vào và đồng thời nó phải xử lý nhanh gọn để đưa tín hiệu đầu ra, và nó cứ phải luân chuyển như vậy, xử lý cực kỳ là nhanh và gọn như vậy. Đó, trên con xe FI thì các anh hy vọng rằng trẻ thì chúng ta hãy cố gắng học. Còn thật sự ở cái FI này em nói thật luôn, ở cái tuổi 50 em không biết ai giỏi, không bao giờ, hay là 45 tuổi trở đi thôi. Cái nghề sửa xe này 45 tuổi đến 50 tuổi các bạn có giỏi nữa làm con xe này cũng không bao giờ đạt được cái mức tốc độ nó nhanh đâu. Thứ nhất là máy chúng ta là cặp mắt, anh em sẽ mờ đi và đôi tay nó sẽ lung túng thì chẳng bao giờ thể hiện được cái gì cả. Thể hiện cái mồm đây thì ai thể hiện được, bởi vì cái mồm mà
cái mồm thích nói sao thì nói. Cái quan trọng bây con xe mang vào này, anh giải quyết cho tôi bao nhiêu phút, và cái động cơ này kêu này, anh hạ máy trong vòng bao nhiêu phút. Đó mới gọi là cái nghề này đúng chín mùi. Đấy, được chưa? Và cầm cái máy chẩn đoán trên tay mà nhiều anh em cứ bảo học phân tích dữ liệu. Tôi thả 100 triệu cầm cái máy phân tích được cái dữ liệu xe này đúng, bao nhiêu tiền thì Tuấn cũng trả luôn. Nên nhiều anh em bảo đi học cái lớp mà phân tích động cơ. Mấy con xe này bị bật ở trạng thái khách hàng mau vào, cứ loạn quạng đi lại chết lại hụt, ưng hụt khương giật. Cầm cái máy bấm tít tít để phân tích hoặc là chẩn đoán nó được cái bận gì. 100 triệu gửi ngay cho anh em. Hoặc là cái nồi xe này gọi ở cái giải 450, ai làm được 100 triệu luôn. Đấy, riêng cái dòng xe FI. Đấy, anh nào cứ làm nồi xong bao gợn khoảng 3-40 ngàn cây. Hoặc là dung giật, tôi chỉ cần cái dung giật bảo hành tới 30 ngàn cây thôi, chưa cần cái gợn. 100 triệu tôi mua bộ nồi đấy luôn. Đấy, nó máu lửa như thế cơ. Đấy, tôi bởi vì tôi máu. Có thể là sao không anh em? Tôi bỏ tiền mua cái ngu bởi vì tôi không làm được điều đấy. Nên tôi bỏ tiền sẵn sàng nhiều lúc số tiền rất nhiều để tôi mua lại cái ngu luôn. Đấy. Còn cái tóm lại là một cái câu nữa này, nó đơn giản như thế này thôi. Nếu chúng ta giỏi, chẳng bao giờ thằng nào cầm cà lê nữa đâu. Đấy, em nói thật. Hay làm FI giỏi, hay làm nồi giỏi, thì lúc này chúng ta nếu mà giỏi, chúng ta đăng lên TikTok, Facebook, Zalo, thì lúc này chúng ta nguyên cả cái tỉnh thành ai cũng biết tới cửa hàng chúng ta được. À, cái nơi này chuyên trị xử lý về ban bận, cái nơi này chuyên xử lý cái nồi gợn, cái nơi này chuyên xử lý cái xe rung giật, thì có thể là toàn quốc Việt Nam cũng gửi các bạn làm nồi hay tham gia khoa học phun xăng điện tử hết. Nếu thầy Việt Nam giỏi, ở Việt Nam này thầy nào giỏi tôi cũng đi học ngay. Yeah, dám đi học ngay quý vị ạ. À, nhưng tất cả nó thì là một tiếng nói, và đồng thời tất cả là những cái video hay là những cái bài đăng ở trên mạng. Nói chung là cũng mở ra thắp nhang ông địa, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là ông thần tài thổ địa phù hộ cho con hôm nay có cái nồi. Nhiều lúc thật sự nhiều anh em mở cửa hàng ra ế thối mồm, tay chân tay rồi chảy chóc rồi lung tung hết. Nên nhiều anh em cứ thể hiện ta đây làm được bận, riêng làm được tất cả. Nếu xử lý những con xe này hụt ga, chẳng khác đâu xa những công ty nhà máy lớn, người ta sẽ mời anh em về ngay. Có thể anh em giấu bài đấy cũng được. Một cái xe người ta sản xuất ra bị lỗi, anh em chỉ cần nếm vào cho người ta rồi ăn trên đầu con xe. Một con xe này 5 triệu rồi, một con xe này bị gợ, người ta có thể ăn lên đầu xe, không phải biết ăn làm cái gì, để tôi bán ra tung ra thị trường cho tất cả những trung tâm hết hết bán tới khách hàng. Ok, ăn đầu xe 2 triệu, thì có thể một ngày các bạn ăn biết bao nhiêu đầu xe, đúng không? Tay chẳng bao giờ khổ cả. Nên tất cả trên mạng nó chỉ là phét và lác. Đấy, ăn tục và nói phét. Đấy, còn những bậc thầy nào trên mạng Việt Nam sửa xe này bảo giỏi, giỏi thì giờ này chẳng cần phải làm thầy làm bà gì nữa, nghỉ hưu 8 đời hết rồi. Đấy, thầy chỉ có giỏi nói phét. Đó, ăn đằng thọ, kể cả cái giới làm đợi xăng này luôn, chẳng có thằng nào mà giỏi hơn bằng kỹ sư này hết. Nên có thần y nhiều anh em bảo tôi phải nghiên cứu ra cái làm cái lợi xăng này, tôi phải bỏ công sức ra nghiên cứu bao nhiêu lâu, chẳng có cái mẹ trong bình xăng luôn. Đấy, thì anh em cứ hiểu là nôm na là chúng ta thêm gió, là chúng ta bớt nhiên liệu. Đấy, gọi là bóp kim, bóp bét, cứ biết sao anh em đưa vào một cái luồng gió mới cho nó trong sạch, cho một cái luồng khí mới, thì lúc này xăng chúng ta sẽ bớt đi. Thì lúc này xăng và gió nó hòa quyện với nhau, nó sẽ làm một cái hỗn hợp. Đó, hỗn hợp thì lúc này nó sẽ làm tơi xăng ra để vào trong cái động cơ nó đốt. Đó. Ok mọi người không? Còn đốt cháy hết hay là không cháy hết thì cái này phải tùy theo vào con xe anh em căn. Và quan trọng là dàn hơi, bạc, xúc bắp, nấm, nồi côn có đạt yếu tố hay không. Hay là thần y cứ ăn xong mang mình sang ra trọt, nồi chạy yếu, bạc hở, nấm lên xúc bắp, rồi cứ đăng lên trên Facebook là cái buji này trắng. Ai bảo trắng là lợi xăng? Đúng không? Sai hết. Nó tùy theo một con xe để chúng ta xử lý.
Thì trong cái nhóm học mà về cái làm bình xăng con 50 người, 3 đêm nữa em sẽ dạy cho mọi người. Thì mọi người sẽ biết là cái ngó ngắt bình xăng nó chạy đi đâu hết. Đấy, mọi người muốn đưa nó ăn, mọi người muốn cho nó ít ăn, hầu như nó thoải mái ấy, mọi người đam mê. Đấy, được chưa? 3 ngày nữa chúng ta sẽ học về thần y đấy. Thì chúc tất cả anh em trong nhóm chẳng kiếm được nhiều đâu, cố gắng mọi người cố gắng kiếm được vài chục triệu. Nhá, mọi người cố gắng mọi người kiếm được vài chục triệu, thế là vui rồi. Mọi người biết em bỏ ra rất nhiều tiền em mua công nghệ cái thời mà em chưa dạy mọi người không, và đồng thời bỏ rất nhiều tiền ra mua xe để nghịch ngu. Bây giờ phân tích dữ liệu trên cái động cơ chẳng có gì, mọi người biết không, khi một con xe động cơ vào kêu em đã lấy cái máy em phân tích này, em lấy một cái điện thoại em quay tới quay lui cái clip đó là, thì mọi người phải biết cỡ nào rồi, được chưa? Đó là con máy hở bạc đề dai nổ, em lấy tất cả thông số, được chưa? Rồi em làm máy xong, tiếp tục em lấy cái thông số đó, tiếp tục lúc này hai điện thoại em phân tích. Đó, mọi người thấy em chơi cơ đó không? Thì đừng có nói là ông nào cầm cái máy để phân tích cái dữ liệu này, con xe này bị bận gì, 100 triệu gửi ngay ông thầy đó. Em làm máy xong, tiếp tục em bóp cò xăng lại, cho nó bóp lại, em coi tiếp tục ở trên cái động cơ như thế nào. Em bóp cò xả lại để coi cái động cơ như thế nào. Em lấy cái bộ e, em lấy cái băng keo, em bịt luôn cái lọc gió lại. Đấy, băng keo này mọi người thấy không? Hay là những khách hàng ở những cái lọc gió mọi người khỏi cần bịt, những lọc gió dơ. Đấy, dơ ơi là dơ luôn. Đấy, mọi người chơi, mọi người cứ như vậy thì mọi người sẽ cảm giác con xe như thế nào là mọi người sẽ biết ngay. Có gì phân tích dữ liệu trên động cơ nữa. Đấy, được chưa? Đấy, mọi người ngày mai cứ con xe nào vào đề bạc, khói xịt ra, mọi người phân tích cho em cái máy, rồi mọi người kéo ga 1/3 loa lên. Rồi tiếp tục cái xe nào boe dơ, mọi người phân tích, hoặc là mọi người lấy băng keo mọi người dán lại luôn cái boe cho em. Mọi người chịu khó về nhà bỏ ra 15 phút mọi người phân tích lại cho em. Hay là một con xe nào hở xúc bắp ở trạng thái đề dai đề giảng đúng không, bị hở nấm. Rồi mọi người tiếp tục mọi người phân tích cho em. Hay mọi người lấy nhớt vào mọi người mồi trong xúc bắp để cho nổ được, sau mọi người phân tích cho em. Sao mọi người giá ra, mọi người làm bạc bít tông cho ngon, mọi người lại phân tích cho em. Em nói luôn cho nhiều người thầy bảo phân tích dữ liệu trên cái máy như vậy là ok rồi đúng không? Đấy. Còn cái nghề này làm xe nhiều ắc sẽ có kinh nghiệm. Bởi vì anh em làm nhiều thì ắc những con xe này là bận ở đây, con xe kia bận ở đây, và con xe này hay chết ở đây, và con xe này hay chết ở đây. Đấy. Ok. Đấy. Đó là cái chia sẻ cho mọi người. Chẳng có nào tài FI này cả. Tài chẳng có nào sửa xe cả, đúng không? Tài ngồi tất cả ở trên cao rồi, hoặc là mở cái gì đấy, hoặc là kinh doanh cái gì đó, hoặc là nghiên cứu cái gì đó, sáng chế ra cái gì bán rồi. Đấy. Còn đa số tài nó phét. Tài nó phét thì nhiều lắm. Đó là em chia sẻ một câu anh em thợ mình thật lòng thôi. Đấy. Cũng như bao nhiêu anh em thợ, chẳng qua cái gì em biết trước thì em chia sẻ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào vấn đề. Thì đầu tiên ấy, các anh làm nghề các anh phải hiểu về nó cái đã. Không hiểu các anh mở sơ đồ, bữa nay nó dễ rồi. À thì con Miu này có bao nhiêu chân thì các anh không có thì các anh có thể mở tài liệu đâu. Miu Miu yếc yếc thế này à, không khó à, mấy anh em hiểu không? Miu Miu yếc yếc gì. Rồi cái này là APS. Đây Liberty này, em Ly này, Miu G3. Nó đây anh em ạ. Thì mọi người không cần biết nó là em Ly hay là LX hay là Vespa, cứ mọi người cứ biết nó là con Miu. À Miu cho em. Thì số 1 nó sẽ là gì? Tín hiệu xung cho mobin. Đó. Hồng đen. Hồng đen hay dây gì thì tùy theo con xe nó đổi dây. Rồi số 2, số 3 nó bỏ, nó lấy số 4. Rồi số 5. Rồi số 6 chẳng hạn như vậy. Đấy. Rồi số 7. Rồi số 9. À, số 10. Đấy thì anh em cứ như vậy, anh em sẽ rò ra cho Đình Tuấn. Nhá. Rồi ok thôi. À, nhiều anh em cứ bảo là LX này, rồi Emily này, rồi Vespa, nghe đều đâu. Cứ con Miu cho em.
Trời đang mưa to, không biết mọi người có nghe rõ không. Rồi, đây à, dây này sẽ là 12V trực tiếp từ cầu chì 10A, nó vào đây này. Cái này mát relay đề này. Đây, mát relay đề. Em nói mọi người có giống không? Đây, tím trắng. Đấy, mát relay đề này. Thì mọi người phải làm như vậy được. Bây giờ mọi người vào, mọi người không hiểu cái gì hết thì nó rất khó. Được chưa? Đây là relay. Hai chân cho này nó sẽ là cái tiếp điểm. Hai chân nhỏ này sẽ là cuộn dây. Rồi, đây sẽ là 12V, không biết nó từ đâu ra. Còn đây sẽ là mát rồi. Để nó đóng tiếp điểm 12V trực tiếp từ bình ắc quy xuống motor đề. Rồi, tiếp tục đây sẽ là cục mô bị sườn cao áp. Đó, nó nặng, cái này chắc phải nặng đôi ký anh em ạ. Đây. Được chưa? Thì bây giờ mọi người không biết nữa, mọi người đừng có trọt trẹt. Trọt trẹt nó sẽ hư IC. Bởi vì cái tính mà chúng ta không biết thì chúng ta phải nghiên cứu. Không biết mà cộng ẩu nữa thì anh em sẽ biết bằng gì không ạ? Bằng toang. Không biết cộng ẩu thành toang. Rồi nhìn. Rồi hồng sọc đen nha các anh. Hồng sọc đen. Ở đây. Vậy là dây này tín hiệu từ IC. Vậy dây này sẽ là 12V sau khóa. Rồi, có nhiều anh em sẽ bật khóa điện lên trạng thái như thế này đi. Em sẽ mở khóa. Như thế này xong anh em bị rối ở đây. Mở xe này khóa rất là toang hết rồi. Rồi, ok. Rồi, còi kêu nha. Rồi. Như thế này thì anh em đang bị khó ở đây. Xong anh em bảo không có, anh em đi tìm 12V đi vào đây. Vậy dây này sẽ là dây tín hiệu xung từ IC cấp cho mobin. Vậy dây này sẽ phải là 12V. Như anh em cò như này không có, anh em lại đi nối dây. Đó, thấy không? Đấy, nó khó với anh em ở chỗ này. Anh em nhìn không thấy đây, thế anh em cắt bụp. Anh em nó nối ra 12V. Hoặc có anh em nhiều anh em ẩu nữa nối trực tiếp vào đây để lấy 12V. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ trên cái dòng xe này nó phải chạy như thế nào. Được chưa? Đấy. Không có. Em xin trả lời cho anh là Ngoãn Trân Huy. Anh bảo là ECM 39 chân xe Glander ABS. Anh nhớ được bao nhiêu chân? Cái đầu em không nhớ được. Bởi vì cái đầu trí nhớ của em bữa nay nó rất dở. Em làm em không nhớ, em phải mở tài liệu hết. Thì cái tư duy của mỗi người có cái đầu này nó hoàn toàn khác nhau. Đầu em thì thua rồi. Đấy. Thì anh này anh bảo là ECM 39 chân của xe Glander ABS. Anh nhớ được bao nhiêu chân? Không có tài liệu thì bó tay hả anh? Không tài liệu em lại làm cách khác. Mọi người hiểu không? Không tài liệu em lại nhớ bằng cách khác. Còn nói về chân IC thì chắc chắn nhớ thì anh sẽ không bằng em được. Nhưng con Nora Glander thì em không nhớ. Còn nói về chân IC và chân SU thì chắc chắn anh sẽ không nhớ bằng em được. Nhưng em không làm theo kiểu đó. Anh hiểu không? Mỗi người có một cách bắt bận riêng. Em ở đây em đang chia sẻ. Đấy, ok nhá. Đấy, đồng tình. Đấy, thì bây giờ anh em sẽ coi cái dây này nó hơi bị khó chịu một tí. Đó. Được chưa? Ok. Thì anh em không thấy đâu thì anh em phải mở tài liệu chứ. Đấy, hoặc là anh em nghi này thì anh em phải bới nó ra. Thì em tốt nhất là mọi người phải chịu khó đọc sơ đồ đi, mọi người sẽ quen nhá. Đây. Thì ở đây em bây giờ nó chật ở trong này, em không muốn móc hai con relay này ra. Hai con relay này thì anh em phải biết phân biệt relay nào đèn và relay nào bơm xăng. Anh em phải nhìn cho ai thì Tuấn nhanh. Đó. Relay nào, relay đèn, relay bơm xăng này.
Con relay đèn, cái dây màu đỏ sọc trắng này nó sẽ là đương nhiên 12V trực tiếp từ cục trì rồi. Trên tất cả những cái dòng xe Vespa có relay bơm xăng. Đó. Relay bơm xăng. Anh em hiểu không? Rồi cái dây màu tím ở đây. Đấy, nó sẽ là IC dập mát. Và dây này sẽ là 12V sau khóa hoặc cầu trì. Để làm cái gì? Nó sẽ là cái cuộn dây. Khi bật khóa điện lên, cái dây màu tím sọc đen hoặc là xanh đen sọc tím đây, nó sẽ cấp mát cho con relay này, bởi vì có 12V đây rồi. Thì lúc này nó sẽ đóng trực tiếp 12V trực tiếp từ cầu trì đỏ sọc trắng qua cái dây màu đen sọc xanh. Đen sọc xanh. Đen sọc xanh này nó sẽ cấp 12V xuống motor bơm. Và đồng thời sẽ nối vào trạm 3 vào đây luôn nha các anh. Được chưa? Đó. Thì ở đây nó sẽ làm cái trạm 3, nó sẽ chạy xuống motor bơm. Và đồng thời nó sẽ chạy vào cái rắc mô bin luôn. Rồi, đây em sẽ quay cho mọi người đây luôn. Được chưa? Đúng rồi. Đó, nó sẽ ăn trạm 3. Thì bây giờ em sẽ đo ngay ở cái rắc bơm xăng này. Nó sẽ thông với cái chân mô bin sườn để nó cấp 12V cho mô bin. Nhiều cái xe nó cứ độ ngược như vậy. Đấy. Bình thường những dòng xe khác nó thiết kế là 12V sau khóa, anh em có thể cắt 12V sau khóa cũng được. Hoặc là 12V sau khóa cũng được để cho anh em mình dễ biết. Đó, dễ biết và đồng thời dễ làm. Những cái này nó lại lấy từ relay bơm xăng. Đấy, được chưa? Thì lúc này anh em bật khóa điện, bởi vì nó quá nhanh anh em chưa kịp đo ở trạng thái 3S. Nó nhờ vào cái mặt IC dập mát cho relay bơm xăng. Để relay bơm xăng đóng tiếp điểm cấp 12V xuống bơm và cho mô bin. Trong vòng ở 3S, nó sẽ ngắt mát và đồng thời nó sẽ mở tiếp điểm. Thì dây này sẽ không có 12V. Khi anh em đề liên tục thì lúc này IC dập mát cho relay bơm xăng. Thì lúc này nó sẽ đóng tiếp điểm. Luôn luôn cấp 12V cho bơm và mô bin. Dây này còn lại tín hiệu xung. Thế thôi. Đấy. Nên anh em làm cái sơ đồ mặt điện đôi khi không cần phải nhiều, bởi vì chúng ta phải biết hoạt động trên con xe FI hay là chế cơ. Thì anh em phải nhìn vào ở biết dòng xe là xe gì. Thì anh em sẽ biết ngay dù nó là màu dây ABC bờ cờ. Đấy. Trên những cái dòng xe nó làm rất khác biệt. Thì chúng ta phải hiểu và đồng thời nhìn thấy con relay ở đây chúng ta phải biết ngay. Đó. Rồi không biết thì mở tài liệu. Rồi cái này em sẽ bóp thắng đề cho anh em này, nó sẽ chạy xuống rồi. Đây. Được chưa? Bóp thắng, nhấn đề. Đó. Vậy cái này 12V từ stop chạy đến nút đề và bấm nút đề cấp 12V tới relay. Dây tím còn lại sọc là IC cấp mát cho nó. Và có rất nhiều dòng xe có thể là 12V cấp vào cho mô bin luôn, tùy theo một cái nhà sản xuất. Luôn luôn có điện chờ ở kim phun hoặc là mô bin sườn hoặc là bất kỳ cái điều gì đó trên cái dòng xe Vespa. Có nhiều xe tắt khóa điện rồi, kim phun có 12V, bơm xăng có chờ 12V. Nên nhiều anh em bảo tôi tắt khóa điện rồi mà tại sao tôi lại thử ở cái mô bin hoặc là bơm xăng hoặc là kim phun. Đa số trên dòng xe Vespa là kim phun và bơm xăng, nó đều có điện áp 12V đó rồi, là chuyện bình thường. Những cục IC PGN02, 04, 06 thì nó luôn luôn có nguồn trước khóa ở kim phun và bơm xăng. Đấy. Đúng. Nên anh em phải chịu khó làm cái điều đó thì chúng ta mới ok được. Rồi xe này ví dụ đề hoài mất lửa thì anh em kiểm tra 12V như này, em sẽ thục cái ổ khóa vào lại cho mọi người. Ổ khóa này nó hư rồi. Đây. Trời mưa quá. Rồi đây. Đây mọi người muốn thử 12V này. Bây giờ em sẽ tắt bật khóa điện này.
đen sọc xanh này. Đó. Thấy chưa? Rồi bây giờ em nhấn nút đề này. Thấy chưa? Rồi bây giờ chúng ta không đề nữa thì IC ngắt mát cho relay. Ngắt mạch. Đó. Được chưa? Thì mọi người làm như vậy, mọi người phải cố gắng, mọi người phải làm như vậy, mọi người đo, mọi người đừng có trẹt. Rồi xe này đều hoài không nổ. À, ví dụ như vậy. Thì mọi người kế tiếp mọi người phải rút cái mô bin này ra. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ thay IC. Rồi mọi người sẽ đổi cực âm qua dương. Rồi mọi người lúc này sử dụng cho toàn những cái bóng đèn LED. Mặt IC hồng sọc đen chân số 1. Rồi chết. Rồi mình sẽ tắt blast. Rồi. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt mặt là chết con IC. Thì anh em bây giờ mua IC, mua IC cũ thôi, IC này mắc lắm. Bây giờ mua IC mới chắc bán con xe này không đủ. Nếu bây giờ mà anh chị vào trong hết, anh chị mua con Miu, chắc bằng tiền mua con xe. Đình Tuấn Giáp khẳng định điều đó luôn. Bằng tiền mua con xe. Nếu mua Miu mới, thì lúc này anh chị hãy đi mua Miu cũ, tầm giá khoảng hơn 1 triệu nha, hơn 1 triệu. Đây, có thể là đi mua Miu. Đấy, đi vào cái chỗ ông này mua con Miu chẳng hạn như thế. Đây. Vào chỗ ông này mua con Miu. Đây. Đó, đó, nhiều con Miu chưa xài. Đấy, cả nhà thấy không? Đấy, để lâu nó hư mốc thôi. Đó, Miu. À, lộn, trên này có con rồi. Đây, 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 đây. Đây, Miu. Thì mua Miu này anh em phải tin tưởng. Hỏi anh em đó là Miu này có bao hay không. Bao thì anh em mới mua. Còn nếu mà mua về nhà có lỗi á, thì anh em phải đổi trả. Được chưa? Đừng có mua những cái nơi mà không có bảo hành. Những cái nơi mà anh em ở trên mạng không có số má là gọi là không có tóc á. Mua của những cái thằng không có tóc thì anh em chẳng biết túm tóc ai mà trả đâu. Nhiều lúc mua con cũ, cuối cùng quá cha mua con mới. Đấy. Thì bây giờ có hai cách. Mọi người mua con Miu này thì bảo người ta cung cấp cho con chip. Đấy, để nó trùng với cái dãy số ở trong này. Bởi vì anh em về nhà thứ nhất là anh em không có máy. Được chưa? Đấy, phải bảo người ta cung cấp cho con chip. Không có về nhà anh em sẽ bật lên. Đèn cốt đơ sẽ sáng. Bởi vì cái mã trong này và con chip ở trong cái chìa cũ nó sẽ bị sai. Ở đây. Đó, bây giờ ví dụ đi mua con Miu này không không không? Bởi vì có rất nhiều anh em hồi giờ ít va chạm. Rồi anh em cứ tưởng là về nhà dùng cái chìa cái được. À, không thể nào được nha anh em. Em sẽ lắp vào cho mọi người. À, chẳng tiếc gì mọi người đâu. Mẹ vết ba này nó chẳng là cái gì cả. Mọi người hãy cố gắng học đi. Hoặc là theo dõi những video này. Rồi ví dụ như mọi người như này, mọi người khả tin. Mọi người cứ tưởng là mua con này về nhà lắp vào ăn. Nhưng lúc này nó sẽ bị lỗi. Về thống khóa. Đây từ bấy giờ em đang làm tay bo nha. Đây mọi người chỉ cần cắm này phát, để phát được nó nổ hay không biết ngay. Đấy. Ok. Rồi thì lúc này mọi người cứ tưởng mọi người lắp vào như vậy mọi người ăn. Không ăn. Đây. Là đèn cốt đơ. Đèn bảo mật. Hệ thống khóa. Hai nháy. Đấy mấy nháy này. Rồi sáng luôn. Đấy. Nè. Ba nháy. Đó. Thì nó rất khó với anh em. Thì thà bây giờ nhà anh em có cái máy á, sờ mất tun luôn. Đặc biệt chỉ có sờ mất tun mới làm điều đó. Nếu anh em không có chip thì anh em phải off. Được chưa? Phải off. Còn nhà anh em có cái alo này ấy, thì anh em không cần phải ọp, anh em sẽ lôi cái mã nó ra và anh em sẽ cấy con chip vào.
Mà khổ nỗi ở trên Việt Nam này có nhiều anh em, như bản thân mình Tuấn vậy, rất nhiều anh em ít ít có cái này, hoặc anh em không có chip như thế này thì chẳng làm được cái gì đâu. Đây, anh em mua Miu ấy về nhà nó không có chip thì anh em phải có những cái này cả đã. Đó, hoặc là chip. Rồi đây, để chúng ta đăng ký vào chip. Đấy thì cái này thì đâu phải anh em nào cũng có ở sẵn ở trong nhà đâu, bởi vì Vespa khu vực chúng ta ít nên đâu ai cũng đâu đầu tư đâu, được chưa? Rồi không có thì anh em bây giờ máy chẳng có thì biết làm cái gì bây giờ, thua. Không có máy thì cũng thua, không có máy anh em không cài đặt được TVS thì con xe này nổ không bao giờ ngon. Đấy, dù bây giờ người ta đưa cho anh em con Miu hay là con chip này, nhưng anh em khi lắp đặt con xe đó, con Miu này trên con xe là con IC, nhưng anh em không có thiết bị máy, không cài đặt lại về TBS, về trạng thái 2.4, thì con xe này khách hàng đi cũng không bao giờ gọi là từ ngon. Nên anh em nào làm trong này thì anh em nhất định anh em phải có cái máy, không có phải nhờ anh em. Đó, riêng con xe Vespa này anh em phải làm điều đó. Đây, em sẽ lấy cái máy cho mọi người. Đem chờ em đi lát. Mọi người, tối nay like lâu quá. Like cái này nó rất mất thời gian bởi vì nó quá lâu nhỉ. Anh em chờ trong đây lát đây, tháng Miu và vàng. Nó cứ diễn đại thôi. Đấy. Thôi thì em sẽ vào trong này em mượn cái máy. Máy mới nữa nha. Ok. Em cho mọi người coi này. Vác ra luôn đi. Đó, nó khó nên anh em nhớ là anh em phải có chip. Anh em hiểu không? Phải có chip. Đây. Đó, tốt nhất là mua về chip, không có bảo thợ nó ọp luôn. Ọp luôn cái tính năng bảo mật luôn nha anh em. Ọp luôn. Không nổ được. Còn anh em biết làm Vespa này á, dễ hơn đưa người yêu vào nhà nghỉ. Em dám nói đảm bảo luôn. Dù nó là Fly hay Spin hay LX hay là cái xe gì đó, Liberty gì ấy, biết làm Vespa này về Miu ấy, dễ hơn đưa người yêu vào nhà nghỉ. Nó bị có mấy cái bận mẹo 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 thôi anh em ạ. Và ở trên những cái máy đọc lỗi Smart Tool này thì người ta ghi rất rõ cho anh em ở đây. Đấy, anh em chịu khó đọc. Đấy, cáp số 4, 04, mã nó là 04. Rồi đọc lỗi Piezo. Rồi. Đây cũng có nhiều anh em bảo Tuấn ơi sao mình kết nối như thế này, máy không lên. Tới phút này có rất nhiều anh em bị bỡ ngỡ ở đây. Đó, bỡ ngỡ ở đây. Không có gì bỡ ngỡ hết bởi vì anh em không chịu chậm lại một tí thôi. Chậm lại một chút xíu thì anh em sẽ giỏi ngay. Thì bất kỳ một cái máy chẩn đoán nào đi chăng nữa thì phải cần có cái nguồn vào match để làm cho cái máy này sáng lên, để nó được hoạt động cái đã. Còn đọc được dữ liệu trong con IC hay không tùy thuộc vào con IC đó đứt dây hay IC đều hay chết ECU. Thì anh em nhìn ở đây có hai sợi dây, anh em băn nhẹ cho Đình Tuấn. Ồ thì hai dây này thì không thể nào kết nối được máy rồi. Đó, dây đen này sẽ là mát. Cái thằng Piezo Vespa nó tệ nạn một cái, nó thiếu gì không cung cấp cho khách hàng một sợi dây nguồn. Bởi vì cái head của Piezo người ta làm hồi giờ nó mặc định là như vậy rồi. Nhưng thật sự làm cái rắc này thì 3 pin. Nhưng thật sự ở trong này chỉ có đưa người ta đúng hai sợi dây điện vào, một dây mát và cổng calai. Đó,
Cái này thì thật đưa một cái dây điện áp 12V sau khóa vào đây thì chẳng bao giờ chết chóc. Để về nhà kết nối cái máy sau này. Bà giặc. Nhưng thật sự bây giờ chúng ta kết nối ở đây thì đương nhiên nó thế thiếu gì? Thiếu nguồn. Ok. Thì lúc này chúng ta sẽ cắm vào cái máy, nó sẽ không bao giờ sáng được. Anh em cũng không cần phải hỏi ai. Không cần phải hỏi bất kỳ một điều gì nào. Chậm một chút can kéo này lên. Được chưa? Đó. Không có, các anh không biết dây gì, các anh có thể đo thông cho mát. Rồi. Đó là mát. Thì đương nhiên là một người thợ sẽ là cổng này, sẽ là cổng Kalai. Kết nối với ECU. Để chúng ta đọc được dữ liệu ở trong cái ruột của nó. Có cái gì sai hay là đúng. Em chia sẻ ở đây quá nhiệt tình luôn mọi người ạ. Nên mọi người hãy chịu khó xem clip này, mọi người nhớ vào. Học trước quên sau. Thế mới giàu. Thì không giàu được đâu. Và trên đời này cũng chẳng có mẹ tình nghĩa. Tình nghĩa anh em khổ trước sướng sau thế mới giàu đâu. Mẹ chẳng có tình nghĩa nào đó đâu. Khi mà giàu rồi nó quên hết cha anh em rồi. Đừng có bảo là tình nghĩa anh em. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Giàu rồi thằng kia nó nghèo. Đời nào nó chơi nữa đâu. Đúng không? Nó chơi chỉ là chơi phọt phẹt. Đời là thế. Hát bài đời là thế thì được. Mà khổ trước sướng sau thì không có hay. Rồi thì các anh lúc này sẽ lấy cổng cáp kết nối trên cái đầu. Bởi vì công nghệ tới phút này có rất nhiều anh em ít va chạm. Bởi vì ít. Còn rất nhiều anh em còn yếu. Nên không biết là nhiều anh em có biết tới Đình Tuấn hay không. Rồi xong. Đó. Thì cái rắc này nó còn mới này, nó bó như thế này, nó cứng này. Mọi người đừng có nghiến răng nghiến cổ mà siết cái này vào làm cái gì cả. Bởi vì cổng cáp này là cáp chúng ta di chuyển hàng ngày. Ưng thì bây giờ chúng ta làm piezo. Ưng thì chúng ta làm SQM. Ưng thì chúng ta làm Honda. Nhiều anh em cứ lắp vào siết. Đổ siết. Siết siết siết. Xong tí nó cuống qua lấy. Ô giật giật. Thế nó ra đây. Thế nó bay mất ở đây. Không có cái gì cả. Nó bót. Vô. Thích thì ra. Có gì đâu. Cầm ở đây này. Đó. Và anh em phải luôn luôn để cổng cáp này nó thẳng. Để này nó hay bị gãy. Bởi vì cáp này cáp đều. Được chưa? Cái cáp này nó rất đều ở đây. Anh em cứ làm cong như vậy. Anh em bỏ tiền túi ra. Anh em mua. Mưa quá anh em ơi. Rồi. Mưa to quá. Đó. Ok. Ok. Đây. Thẳng. Được chưa? Và cái này này nữa. Má nhiều ông chơi như này luôn. Đó. Thì cái đầu này rất nhanh hư. Anh em cũng vậy. Vừa phải. Nó tòi đây này. Đứt đây này. Bởi vì cái nhựa này là nhựa đều. Gọi là cao su đều. Đó. Cao su này rất đều. Bịch ra phát là gãy. Rồi lúc này anh em kết nối rồi. Bật khóa điện lên. Rồi không có gì hết. Bởi vì ở đây nó thiếu dương. Thì lúc này anh em phải sử dụng cái kẹp cá sấu. Được chưa? Đó. Kẹp vào cho nó. Rồi lúc ở đây có hai dây nguồn. Anh em có thể cắm ở đây. Hoặc cắm ở đít máy. Ok, cắm ở đây cũng được. Đây. Ok. Thì bây giờ anh em sẽ đọc dữ liệu. Đọc cái ID. Gọi là cái IMO. Cái mã bảo mật trong này. Được chưa?
anh em sẽ vào hệ thống khóa. Nếu anh em mua con Miu ấy không có chip Piaggio Vespa, ok, anh em chọn vào Miu G3, ok, enter, đọc. Anh em nên nhớ vào chữ đọc, anh em không, tuyệt đối không được vào reset. Reset là lúc này nó xóa hết. Nhớ là đọc. Đọc, 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 đọc. Đọc. Rồi chờ khoảng 2-3 phút. Mưa quá anh em ơi. Rồi khóa này chưa đăng ký luôn. Khóa chưa đăng ký thì con Miu này nó đang bị ọp. Chưa đăng ký luôn. Hay chưa đăng ký. Vào lại. Đó. Rồi chúng ta vào động cơ. Mua Miu khéo anh em ăn tỏi. Dữ liệu. Rồi góc mở ga này ok. Đây khóa đăng ký được 2 chiều. Nhưng máy đã bảo chưa đăng ký. Rồi chúng ta lại đọc lại phát nữa. Phát khóa điện đi. Đúng không? Rồi đăng ký rồi. Rồi chúng ta lại đọc lại. Máy mà Smoky Piaggio Miu. Bật khóa điện, ấn Enter. Ok. Đọc. Rồi, ok. Đó thì lúc này anh em sẽ đọc ra cái mã. 7D5F là mặc định con này 24600E068AC. Rồi thì lúc này anh em đọc được xong rồi, anh em với chip chép. Được chưa? Chép chip. Rồi, chép chip. Rồi. Thì anh em sẽ lấy một con chip, anh em phải có chip mồi nhá, phải con chip mồi. Đây. Nhà anh em phải có con chip cũ. Nhá, miễn sao chip nào cũng được là chip cũ. Đó. Rồi anh em mới bật cái này lên. Thả nó vô. Đơn giản thôi. Đó. Rồi anh em khởi động ứng dụng. X-Home. Cái này phần mềm miễn phí.
Đó. Chờ qua 3S bỏ qua. Rồi. Hủy. Anh em vào bảng sao chip. Anh em đọc chip. Thì lúc này chúng ta phải mở vị trí tắt. Anh em kết nối Bluetooth. Anh em bấm vào mã số này để nhận diện. Alo, alo. Rồi anh em lúc này sẽ vào vào gì? Bản sao chip. Alo, alo. Đọc chip. Rồi khi nào nó hiện lên cái chữ chỉnh sửa như này. Bất kỳ con chip cũ nào được. Chip này chip mồi cũng được. Tí nó điền nó vào thôi cũng được. Nó phải hiện lên cái chữ chỉnh sửa. Anh em bấm vào đây. Rồi anh em sẽ nhập cho Thị Tuấn 7D5F. Cái này là mặc định. Ok. Rồi chúng ta lúc này bấm 6 số 0. 0000000. 246 số 0. E0. Rồi 68AC. Mừng quá. AC. Rồi lúc này anh em có thể dò. Ok chưa? Đó. E068AC. Rồi anh em chỉ cần biết được. Rồi lỗi. Sửa lại. 7D5F. 0000. E0. 68AC. Ok. Rồi cái này không thành công. Thì con chip này đang bị lỗi. Chẳng hạn như thế. Chỉnh sửa. Rồi bỏ chip này ra. Lấy chip khác. Vào đây. Rồi bấm lại. 7D5F. AC. Rồi, ok. Đấy, con này bị lỗi. Rồi, ok. Rồi, rút nguồn cho máy. Rồi, đây. Rồi, ổ khóa người ta bỏ luôn. Được chưa? Hư rồi. Bình thường nãy này ra. Thôi cái ruột này nó coi như bỏ luôn. Mượn đi, mượn cái ruột này. Ok, mượn cái này cũng được. Rồi, bỏ chip này vào. Ok. Rồi, bởi vì ổ khóa nó hư.
ok chưa? Đó. Thì anh em sẽ nhìn lên đây này, đó thấy không, là ok. Thì lúc này anh em đề sẽ nổ gắn này lại. Ok, thấy không? Rồi, kiểm tra cho anh em dây tín hiệu xung lại. Nó lu mờ. Đó, thấy không? Mờ này, nó mờ hơn lúc nãy nhiều. Nó sáng rực là chết. Ok. Rồi, 12V này. Ok. Đây là vào lượm lúa. Rồi thôi, clip tới đây tôi được phép tạm dừng anh em nhé. Mưa quá. Mưa anh em thấy mưa. Ủa, mưa quá, ầm ầm hết. Rồi. Trắng trời luôn. Wow. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi, em ship hàng này mưa quá nha, mưa. Kinh khủng mưa.